chào phụ nữ đang ở tuổi 40, cây độ tuổi chín mùi đẹp nhất, giống như rượu ủ lâu năm đầm vị chát, nhưng thấm rồi sẽ dịu nồng mê say. Độ tuổi này đã nếm đủ ngọt cay, đủ ái ố, đủ trầm luân hỷ nộ, đủ sóng gió, đủ gian truân sướng khổ, nên tâm bình trước vạn vật đổi thay. Ừ thì rằng chẳng mình hạt sương mai, hay mơn mởn như cô nàng hai mấy, không sexy dáng eo thon bóng bẫy, mà đậm đà quyến rũ ngọt ngào hương, là bông hồng nở rộ dịu dàng thơm, tỏa hương sắc nhưng mình đầy gai góc, đầm thắm lắm dẫu thoáng qua rất mộc, mà lại gần mới cuốn hút làm sao. Dân tuổi này mang vẻ đẹp thanh tao, bởi đã trải qua trầm luân biến đổi, thấu cuộc sống nên chẳng còn nông nổi, hiểu cuộc đời, hiểu mình, hiểu cả nhân sinh. Họ mạnh mẽ, nghị lực và thông minh, biết dung đắp những điều mình trân quý, sống bản lĩnh, nêm vào đời bao vị, sâu sắc, nồng cay, ngọt chát, mặn thơm, rồi nhìn đời tinh tế lắng động hơn, biết thấu hiểu, biết đối nhân xử thế. Họ bình tâm nếu một ngày tồi tệ, cho người cạnh mình cảm giác an yên. Họ có đủ vẻ rạng ngời, ngọt ngào đan xen, nên luôn khiến người thương mình say say đắm đắm. Chào em, phụ nữ tuổi 40. Em đẹp lắm, cái độ tuổi đủ vị của cuộc đời.